Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, chủ trì hội nghị kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, hội nghị trực tuyến với các quyền thành phố trong tỉnh. Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, trong vòng 7 ngày từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm 1.075 ca mắc mới, giảm 45 ca so với 7 ngày trước. Trong đó có 137 ca phát sinh trong cộng đồng, giảm 145 ca, 432 ca phát sinh trong khu phong tỏa, 506 ca phát sinh trong khu cách ly tỉnh đã tiến hành xét nghiệm 100% người dân trong vùng phong tỏa, dùng nguy cơ rất cao và nguy cơ cao tại các quyện thành phố, sàng lọc 5 đến 10% người dân trong vùng bình thường mới. Kết quả từ ngày 17 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 9 năm 2021 đã thực hiện tổng cộng 1.302.107 mẫu, phát hiện 110 mẫu dương tính chiếm tỷ lệ 0,008%. Trong 7 ngày qua thu dung điều trị 1.055 bệnh nhân, đa diện 913 người, tử vong 15 trường hợp. Qua công tác xét nghiệm sàng lọc tạo cơ sở khoa học để đánh giá nguy cơ theo quyết định 2686 của Ban chỉ đạo quốc gia. Kết quả đánh giá ngày 22 tháng 9 năm 2021, cấp tỉnh nguy cơ cao dùng cam, cấp huyện thành phố có 2 huyện thành phố dùng đỏ, giảm 1, 3 huyện dùng cam, giảm 1, 4 huyện dùng vàng và 6 huyện dùng xanh. Cấp xã 10 xã dùng đỏ giảm 8 xã, 10 xã dùng cam, 18 xã dùng vàng và 106 xã dùng xanh tăng ba xã. Hiện nay, việc kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh đã có giải pháp khắc phục, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do một bộ phận người dân tìm nhiều cách để trốn qua các chốt kiểm soát, không khai báo. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 mới đạt 18,99%.